Hôm qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Cà Mau cho biết, vừa bắt đối tượng Tạ Văn Hải, sinh năm 1964, trú tại khóm 3, phường 1, thành phố Cà Mau, về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Theo đó, thời gian gần đây, Hải thường xuyên dùng sim khuyến mãi để gọi điện, đe dọa, uy hiếp tinh thần ông Trần Văn Toàn, bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh. Qua điện thoại, Hải nói với bác sĩ Toàn là có người thuê Hải gây thương tích đối với ông Toàn. Nếu ông Toàn đưa Hải 20 triệu đồng thì Hải sẽ bỏ qua. Nhận được đơn trình báo của nạn nhân, lực lượng công an đã phát hiện và bắt quả tang Hải đang nhận tiền trong quán cà phê. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra.